chợ nông sản, thực phẩm còn gọi là chợ B, nằm trên đường Hoàng Văn Thụ, phường 3, thành phố Bạc Liêu với vốn đầu tư gần 10 tỷ đồng, nhằm giải quyết tình trạng chợ nhóm, chợ chạy, mua bán lấn chiếm lòng lề đường. Thế nhưng kết quả lại trái ngược, chợ thì bỏ trống, cửa đóng then cài, tiểu thương thì tiếp tục mua bán bát nháo trên đường phố gây bức xúc cho người dân. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu, hiện nay chợ đã xây dựng hoàn thành một khu với hơn 100 quầy sạp, kiosk, cơ bản đáp ứng điều kiện mua bán của tiểu thương. Tuy nhiên, đến nay chưa bố trí tiểu thương vào mua bán có nhiều lý do khác nhau. Trong đó, phần lớn có nguyên nhân là tiểu thương không chịu đi vào chợ, khiến cho việc bố trí, sắp xếp mua bán chợ B gặp khó khăn. Theo ý kiến của nhiều tiểu thương, việc vào chợ bán vì quầy sạp, kiosk chợ B khá nhỏ, với mỗi kiosk chỉ hơn 3m², không thể trưng bày hàng hóa để mua bán được. Việc phải thuê từ 2 đến 3 kiosk thì chi phí đầu tư lớn, trong khi đó có nhiều tiểu thương kinh tế gặp khó khăn.